Đây nước gừng sôi rồi nha các bạn. Có hai cua đây. Có hai cua bự quá. Rồi chờ xíu nữa nó mới chín lận. Nước sôi chưa bạn Biên? Đây các bạn, nước sôi rồi. Con cua nó biến thành màu đỏ rồi nè. Rồi mình trộn lại nha. Trời ơi, hai cái càng nó bự đỏ luôn rồi. Ngon quá. Nó rớt một cái càng rồi hả? Ôi nó bay kìa. Nó bay của bằng Pin đó. Đâu trời nè, rớt nguyên một cái càng luôn rồi. Trời ơi, càng cua rớt rồi nè bằng Pin ơi. Rồi đẩy nắp lại nghe, một hồi nó chín rồi mình mới ăn được. Rồi chờ xíu nữa nghe. Cái này mới là súp cà này các bạn ơi. Hồi nãy là súp súp này là súp gì ta? Đây nó có hai gói súp, gói màu xanh và gói màu đỏ nha. Rồi giờ bỏ rau vô. Rồi xong rồi. Rồi trộn lên nha, trộn đều lên nha bạn Minh ơi. Rồi trộn đều lên nha, trộn đều lên là mới ăn được. Đây các bạn ơi, mình trộn đều lên, trộn mỹ đều lên đây cho bạn Pin ăn được nha. Ngon không? Ngon lắm hả? Rồi bây giờ mình bỏ thơm vô nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình bỏ thơm vô mì nha. Đây, wow. Rồi trộn đều lên nha bạn Pin ơi. Đây, bỏ thơm vô. Rồi bây giờ bạn Pin bắt đầu ăn nha. Ăn thôi. Wow, ngon không? Wow. Ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, mì này ngon lắm nè. Ngon không bạn Pin? Ngon không? Ngon quá hả? Trời ơi, đã quá. Rồi bạn Pin sẽ ăn con tôm nha. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Ngon lắm phải không? Đây các bạn, bạn Pin hôm nay sẽ ăn mì gói với tôm nha, tôm luộc nha. Bạn Pin sẽ ăn hết nguyên tô tôm mì luôn nè. Rồi ăn hết mì luôn. Rồi bây giờ bạn Pin bắt đầu ăn một con tôm. Wow. Ngon quá ta ơi. Cho bác Thành miếng đi.